Rồi bây giờ nè, lấy cục bột nè, lấy muốn lấy cục bột bự á, mình lấy nhiều lần ha. Đó, thả cục bột ngay đây nè. Anh chị em thấy Phong thả cục bột ngay đây không? Phong giật cây cọ ra, Phong đuổi nó vô liền nè. Chùi cọ nè, lấy nước nè ha, giảm nè. Sao nó xấu Ken vậy? Ừ, Ken nó hiền quá mà. Ai đụng nó mới chửi thôi chứ nó đâu chửi đâu. Yên nó đâu có chửi đâu. À, móc bột ra nè. Không? Trứng nè, dùng cái khăn cọ đó mình trứng mình lấy bột. Trứng mình đưa bột vô đó. Cho nó thẳng cái móng đó hồi mình đã phải dũa. I don't normally want this type of weather. Okay, no. Long nail. This week you're off. You got so much to do. Do long nail, get boyfriend, yes. Honey. I still got work to do, but this. Yeah, long nail look good. Long, you do long nail, get more boyfriend. They do long nail, give boyfriend. Because your nail. Nails, okay? Yes. This is a competition with women only. Long nail, you look so sexy. You get more boyfriend, honey. I make your nail pretty with long nail, okay? Okay. Thầy khỏe không? Đang ôn bài lại. Hello Thư Phạm phải không? Anh ơi, mua cọ xong phải tự bấm. No em, cọ là anh bấm rồi anh kiểm tra đâu đó nó ok hết rồi anh mới ship đi cho em. Make sure khi cọ mà khi mà anh gửi đi cho em á là nó phải bấm rồi nó đâu đó nó ok hết anh mới ship đi em. Chứ nhiều khi em tự bấm á, nhiều khi nó bị hư cái cọ luôn á em. Cái cọ đâu phải rẻ đâu em. Mà đâu phải ai cũng biết bấm cọ đâu. Nên thôi anh cứ bật, anh bấm cho nó chắc cú đi em. Nhiều khi em yêu khoa học nó good mà nhiều khi nhiều cái trường hợp em yêu khoa học nó không có good đâu em. Nhiều khi anh bấm mà anh còn bấm nó bị hư anh dục hoài cái gì. Đó là ngày nào anh cũng bấm cỏ nha. Từ trước tới giờ chắc anh bấm cũng mấy ngàn cây rồi đó. Mà sometimes anh bấm nó còn hư nữa đó em. Nên cỏ là khách order là anh bấm hết. Có gì bấm hư thì anh chịu ha. Lấy cục bột nè. Thấm giấy nè. Thả cục bột ngay đây nè ha. Mình phải vàng bột ra cho nó đều rồi bắt đầu mình mới vuốt xuống thì âm ray của mình nó mới đều nè ha. Một phát một thôi là nó ra âm ray. Thấy chưa, mình phải có cái giai đoạn vàng cái cục bột nó ra cho nó đều hết cái mặt móng thì mình mới vuốt xuống. Bắt đầu mình dùng cái mũi cọ nè, mình đuổi nó vô nè, mình đuổi nó vừa đủ thôi, bắt đầu mình đập cho nó đều, mình vuốt xuống mình nối bột vô. Đó, cái đó là cái cách làm ha. Vé cuticle, vé cái khóe cho nó thiệt là sạch, không để cho nó tràn cục bột ra một chút xíu nào hết. Màu mới chi sồ đẹp ra, đúng rồi em, màu mới đẹp lắm luôn. Hello Mai Bùi, hello chú Đảo phải không? Cọ của sư phụ càng xài càng yêu thích. cái cọ đắp bột của anh em. Em đừng có nói cọ của sư phụ càng xài càng thích nè. Thì làm chết luôn á, cái đồ quỷ sứ. Cái cọ đắp bột của anh ok. Chung phải cây cọ của anh. Thôi cà lấy cục bột nè. Cái màu hồng này là cái màu 106, cái màu nu là 105.
ha. Thấy cục bột đã không? Vuốt sướng luôn á. Không, hay đắp mấy cái móng dài nó ghiền lắm nha. Ha. Mấy cái móng dài nè, vuốt bột sướng luôn á. Mấy anh em kem kem chuối. Ai hỏi quách cho anh em thì trả lời mấy anh em kem kem chuối. Lấy cục bột nè. Thả cục bột lên trên đây nè ha. Bắt đầu dàn cái bột ra nè. Phải dàn bột cho nó lấp đều cái móng nè. Bắt đầu vuốt xuống nè. Lấy cục bột nè, cục bột thứ hai mình thả ngay đây. Cái mình dồn bột vô. Đó. Vét hai bên hông nè, thấy chưa? Hello Hoàng Mai, khỏe không? Anh ơi mua cỏ xong, đúng rồi. Này trả lời rồi. Đó. Cục bột nè, để lên cục bột ngay đây nè ha. Rút cái cọ ra thấy chưa? Chùi cọ nè. Lấy chút xíu nước nè, dặm nè. Bắt đầu mình vuốt bột nè nha, coi nè, 2 3 vuốt. Đào mà ra hoa, người ta mới kêu là hoa đào. Đào mà ra bông, người ta mới kêu là bông đào. À, đẹp ha, màu này là màu hoa đào á. Trứng nè, trứng nè. Đẹp ha. Giờ bây giờ thôi, nãy giờ mình đắp âm ra hai cục mà mình mệt quá, giờ mình chuyển qua ăn cục ha. Mình chuyển qua ăn cục mình đắp. Mình hướng dẫn cho anh chị em đắp âm ra một cục nó làm sao ha. Một cục thì mình phải biết cấp bột nó bự hơn. Cái mình dàn bột ra. Cái mình vuốt xuống. Xong. Tại vì mình muốn show cho anh chị em nào mà làm nhanh á, làm nhanh tay mình làm ôm ra một cục luôn. Còn nếu mà mình chậm tay mình làm hai cục nó cũng ra được như thường à ha. Tiếp tục nha. Chú Đảo là Every Nail hả sư phụ? Ok rồi, tiếp tục nè. Lấy cục bột nè. Thấy cục bột tự chà bá không? Thả cục bột lên trên đây nè ha. Rút ra nè, đuổi nó vô. Trời ơi, muốn chạy đâu có dễ em. Ha, thấy nó chuẩn bị nó đổ, mình lấy cây cọ mình vớt nó lên liền. Em nó tính đào ngủ. Sao mà đào ngủ được với anh? Ha? Nằm yên ở nó ok. Anh chị em thấy là mình phải có cái sự khéo léo của đôi tay ha. Cái sự nhanh nhạy. Đoán biết được cái bột nó sẽ chảy đi đâu. Mình vớt nó lên liền. Nãy mình thấy cục hả cục bột không? Cục bột vừa mới xẻ này mình đuổi nó vô liền. Ok. Lấy cục bột vừa bự chút nha. Cái ngón này ngón cái. You like it? Oh, thank you very nhiều nha.
mình làm em cái bên khen móng cái màu đẹp quá, thật sự là phải cảm ơn liền. Thả cục bột ngay đây nè, đủ nó vô nè, vuốt nó vô nè, không nối bột vô ha, vuốt nó cái vuốt nhẹ thôi, đừng vuốt mạnh quá, vuốt mạnh quá nó trôi hết bột đi. Làm xong cái này phải đi mua mấy bao gạo nữa chứ. Làm xong bộ này đóng cửa đi mua mấy bao gạo dự phòng chứ. Nguy hiểm quá. Ok, lấy cục bột nữa ha. Thả ngay đây nè. Vuốt xuống luôn. Thả cục bột ngay đây nè. Dặm luôn. Vuốt nó xuống. Đầu vũ rất good hả? Ồ, cảm ơn em. Cảm ơn chú Đảo nha. Tất cả các đồ nghiệp của cụ rất tốt. Thầy dùng ly quịch hiệu gì hả? Phong dùng ly quịch hiệu Kiraku. Kiraku á. Hoặc là dùng cái ly quịch EMA nào cũng được. Cindy đúng rồi, Cindy chảy lắm. Xài Kiraku hoặc là ly quịch của Chiso cũng được. Hello Huy Trinh, hello Kenny Thái Nguyễn, pretty color, thank you Yến Bùi nha. Lấy cục bột này ha, thả cục bột liền ở đây, vuốt xuống. No pedicure today? No. Weekend? Hmm? Weekend? No, I think I'm good. Good? Yeah. Today, if you do one pedicure, we give you one mask. The mask, mm-hmm. Because right now all the store out of the mask already. Oh. So we have the deal, do one pedicure, give you one mask. Mm-hmm. Hey, hey, good deal không? Can you help me pick the color for her, please? Làm cái chân tặng cái khẩu trang. This is your gel color. Okay. Bây giờ mình sẽ show cho anh chị em dùng cái đầu dũa này ha. Cái đầu dũa này là đầu dũa clean da nè. Ai mà chạy critical mà yếu á, dùng cái đầu dũa này nè, chạy critical bột luôn. Rồi bây giờ Phong chạy cho anh chị em coi nha. Cái đầu dũa này nè, cái đầu dũa này là chạy trên da cũng không có chảy máu nè, thấy chưa? Nè, chạy trên da cũng không có chảy máu. Thì bây giờ mình sẽ chạy trên cái critical. Đó, xong rồi đó. Tiếp tục nè. Cái đầu dũa này nó lợi hại lắm nha. Đó, chạy kia đi còn ha. Cái đầu dũa này dũa lợi hại lắm à. Nó nhỏ mà nó có vỏ đó. Không, nè. Ai mà chạy yếu á, chạy cái đầu dũa này, không có sợ chảy máu, không có sợ mất bột. Kim xong có khách trong đây luôn nha Kim. Ok. Em không chạy không? Đó. Nào, nè, coi kỹ lại nè, cho anh chị em coi nè. Chị Nicky, chị bắt cái chơi me bà này nè.
Bắt cái chéo me đi, lát hồi em dừng cho thêm cái nữa. Ok nè, tiếp tục nè ha, dùng cái đầu dũa nè. Không có sợ chảy máu một chút xíu nào luôn. À, cái thấy cái sự lợi hại của cái đầu dũa này chưa? Thấy dũa dèo 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 luôn thấy chưa? Đó, sướng không? Đầu dũa này bao nhiêu cái? 15 đồng thôi. Ngọc chân trần, cái đầu dũa này 15 đồng em. Em cần em Minh bắt cho anh hả? Dũa hơi bị sướng luôn. Ủa, mì làm cái lớn à? Bình thường thì mình chạy cái đầu dũa kia, okay, nhưng mà bữa nay mình hứng mình chạy cái đầu dũa này cho anh chị em từ coi. Từ làm kim ra rồi. Thấy chạy cái khỏe vậy sao mà nó liếp được sạch bon. Rồi. Bồn 19 rồi, bây giờ mình dùng cái đầu dũa này nè, đầu dũa Hiền Thoại Hy Lạp nè. Bình thường mình xài đầu dũa này thôi, nhưng mà bữa nay mình show cho anh chị em coi mình mới xài cái đầu kia. Cái đầu mình chạy mình lại là xong. Ôi trời, very good deal. À, giờ làm chân tặng cái oh man, cái dùng này hay á ha. Làm một cái chân tặng một cái mát. Tiền vô như nước luôn. Anh chị em bây giờ ở Mỹ mua mát không có nha, vô Costco mua cũng mắc. Thấy ngon chạy mình không? Cái đầu quần dũa này chạy mình đã. Cái móng nó mịn, mịn ơi là mịn luôn. Cái cách của phong vũ mệnh không nè, lia từ phải qua trái nè, rìa liên tục luôn. Tiếp tục ha. Xong. Rồi bây giờ mình dũa xếp sao cho nó chuẩn nè. Dũa xếp nó có cái cách của dũa xếp ha. Kéo cái này ra, kê cái dũa vô. Bên chị Nick Kỳ đang làm á. Dũa cho nó thẳng, bắt đầu ôm cái xếp vô. Nha, dũa cái cạnh này cho nó thẳng, bắt đầu mình mới ôm cái xếp vô.
Đó, xong tiếp tục nè, kê cái dũa vô nè, không kê cái dũa xéo vô nè, mình kê cái dũa xéo thì nó sẽ không có bị lệ máu nha. Anh Phong bán bột chi sò không hả? Ờ, anh không bán bột chi sò em ơi, nhưng mà anh biết chỗ bán good deal đó. Em cần bột chi sò thì em lên Facebook á, em search cái New Maxim và Houston, chỗ đó họ sẽ ship bột đi cho em nha, cái chỗ đó là supply á. Không? Nè, kéo cái kéo lấy cái dũa này kéo ra nè, không? Nó không có đau tay khách. Bắt đầu mình kê cái dũa vô nè. Kê cái dũa vô nè. Để quanh đây nè. Thấy rõ hơn chưa? Không, mới chỉnh lại cái internet đó, cho anh chị em nhìn thấy cho nó rõ hơn. Ok, bắt đầu quay ngược cái tay lại nè. Nè, khi mà mình quay ngược cái tay lại thì anh chị em sẽ thấy là cái shape của mình nó bị méo này, thấy chưa? Nó bị cong cái chỗ này, nó bị lõm cái chỗ này, thấy không? Mình dùng cái cây dũa này nè, mình kê vô mình dũa, nó sẽ thẳng cái xếp lại, thấy không? Đó, cái đó là cái cách sửa xếp nha. Ở bên đây cũng vậy luôn, thấy không? Kê cái dũa vô này, thấy chưa? Thấy không? Kê cái cây dũa vô. Để cho ngồi khô xíu đi, mì sắp ra rồi. Vũ cái đầu móng cho nó thẳng nè, thấy không? Cái đầu móng này quan trọng lắm á. Để kê vô này, thấy chưa? Kê cái cây dũa vô này, thấy không? Kê cái cây dũa vô. Dũa là nó sẽ thẳng, thấy không? Cái đầu móng này nè, nhìn nè, chưa thẳng lắm, thấy không? Đó, mình sẽ dũa cho nó thẳng. Rồi bây giờ dũa cho nó thẳng nè. Kê cái cây dũa vô nè. Đó, thấy thẳng chưa? Đó, vậy thôi. Nè, để cây dũa nè, thấy không? Kê cây dũa vô. Tiếp tục nè, kê cái cây dũa nè, nhớ banh cái da ra ha. Kê cái cây dũa xéo nè, thấy không? Dũa thẳng nè, bắt đầu ôm cái xếp vô. Để qua đây nè, thấy không? Bắt đầu ôm cái xếp vô. Dũa cái đầu móng nè. Xong. Đi qua đây cái nữa, xong. Để qua đây, ha. Banh cái khóe ra, kê cây dũa vô. Kê cây dũa vô. Kê cây dũa vô nè, kê phải kê cho đúng nha. Kê cây dũa vô dài nè, mình dũa nè. Bắt đầu mình từ từ mình nâng cái cây dũa lên nè, ha, thấy Phong nâng cây dũa lên không? Thì khi mà mình nâng như vậy thì cái chỗ này nó sẽ mất bột nè, chính cái chỗ này nó mất bột, nó sẽ làm cho cái móng mình nó thon lại.
Hello Tammy, khỏe không? Có màu mới này nè Tammy. Đẹp không? Màu mới nè. Này là 100 mấy ta. Màu hồng 106, màu nu 105. Chủ nhật gặp Kelly hả? Ok, ủa Kelly qua Florida hả? Đó, quay ngược cái tay lại nha. Anh chị em thấy làm nail fun không? Vừa fun mà vừa có tiền nữa ha. Cái màu blend đẹp quá. Mình đo móng nha. Móng này bằng nhau rồi, thấy chưa? Tiếp tục qua đây, bằng nhau chưa? Bằng nhau luôn, thấy không? Bằng nhau chưa? Bằng luôn rồi. Bằng nhau chưa? Bên đây nó hơi bự hơn chút xíu. Vũ nó vô. Xong. Bên đây dài hơn chút xíu xíu thôi. Xong. Lấy cục buffer nè. Màu đẹp ha. Cái collection này của Jisoo là 23 màu solid. Anh chị em có thể mà có nhu cầu đó thì có thể ra supply mà order ha, mua. Nói chung mấy cái màu này nó làm ombre rất là dễ mà nó phù hợp cho cái mùa spring sắp tới. Không thì nói chung là không có rồi. Hãng có cái gì mà mới ra là không có hết rồi ha. Hello chị Trúc Nguyễn phải không? Hello Thủy Võ, khỏe không em? Hai năm ba đứa hả em? Thủy Võ em. Em tính chơi hai năm ba đứa hay sao vậy cục cưng? Em có màu này chưa? Đẹp không? Lúc có chịch ha hên đi. Đông ra nhiều vậy anh hả? Gò cái xếp lại bắt đầu mình này. Sơn. Đầu dũa hôm trước anh gửi cho em 5 cái clean da xài được không em? Thủy Võ em. Bữa em order cho mẹ em phải không? Rồi. Bây giờ mình sẽ phủi bụi. Cái này mà chơi cái hoa 3D lên nữa là bá cháy bò cháy chó chihuahua luôn. Ha, bá cháy cho bò cháy chó chihuahua chứ không phải à, bá cháy bò cháy chó bulldog nha. Chihuahua.
Cái đầu dũa nhọn nhọn em. Hôm bữa em order đó, phải không? Cái đầu dũa nhọn nhọn clean cái cuticle đó. Hello. Hello cho mấy đồ. Ngồi chiếc tấu cái ná xí muội. Cháu kình quá kháng dĩ, mãn cuối hài gión chiếu trọ. Biết mãn cuối hài gión chiếu trọ. Hả? Làm sao mà chắc đầu móng hẳn vậy hả? À, dịch đi, muốn dịch dịch đi em. Muốn dịch dịch đi danh lưu. Em dịch bậy chứ anh không nói bậy nha. Thấy cái cuticle, oh man, vũa mà cái đầu vũa nó, cuticle nó tròn dữ ha. Vừa làm vừa tự khen luôn. Phong đã đạt được tới cái cảnh giới là ngày xưa người ta nói là tự tin là do uống Milu, không uống Milu giờ xưa rồi các bạn ơi, giờ là uống Milu mà phải ăn luôn cái hũ nó mới đủ tự tin. Oh, feel good, ha. Huh? I needed that. I did. Yeah. Vuốt mà lấy xếp nè. Vuốt lấy xếp. Ok, put in the machine, honey. Cái khâu sơn top coat này cũng phải sơn cho đàng hoàng nha anh chị em. Chứ nhiều khi mình làm móng nó ok rồi, mình sơn top coat, mình sơn dối á, top coat nó chảy ra hai bên á, nó mất cái shape của mình uổng lắm nha. Nhiều khi mình làm cái shape nó cực lắm. Muốn ra cái shape đẹp đâu có dễ đâu. Mà ra cái shape đẹp rồi mà sơn top coat mà ẩu á, nó mất cái shape, trời ơi tiếc lắm ha. Nhớ sơn top coat thì sơn mỏng manh thôi. Mm-hmm.
vuốt nè. Vuốt nè thấy không? Ok, squish honey. Rồi giờ làm lấy ra làm hoa nha. Lấy cục bột không? Thả ở đây. Quay ngược cái tay lại nha. Đuổi cái hoa này lên chút, đuổi cái hoa này lên chút cho nó đẹp, thấy không? Cục thứ hai nè, thả lên trên đây, quay ngược cái tay lại nha. Trứng nè, đuổi cái hoa ra nè, chặn đó. Đó, thấy chưa? Thấy đuổi cánh hoa chưa? Bắt đầu đưa cái cánh hoa lên chút, cong cong lên cho nó đẹp, nó lả lướt. Chỗ này mình đập dập ra, thấy chưa? Tới cái cánh thứ hai nè, cánh thứ ba chứ, thả ngay đây nè. Thì có phải cánh này nó sẽ vòng ra đây không? Đúng không? Trấn vô một cái giữa nè, không? Đủ nó ra, vừa đủ vừa đẩy nè. Thêm một cái cánh hoa ngay đây nữa không? Chấn vô nè. Dặm vô chỗ nè, đưa nó ra. Thao. Đưa từ từ, đưa nó ra thôi. Các quý vị, tôi gọi đồng bào có nghe rõ không? Nghe rõ không? Cái này cái mình bị dính cái điếp màu đen nha, không phải mình đỡ dơ đâu, phải do mình làm bột nó dính á. Thả cục bột ra đây không?
tao quay ra đây. Thấy không? Chấn vô cái này, chấn vô giữa nè, nối cánh vô nè. Đó, thấy không? Nối cánh vô. Đó, thấy chưa? Thấy nối cánh không? Cục cưng của lòng anh, ngồi yên nghe cục cưng của lòng anh. Be still honey. Anh làm hoa mà em dãy như ngựa, sao anh làm? Ngồi yên, be still honey. Để cho nó khô khô chút ha. Chọt thẳng như giữa ngoáy một cái. Không, ngoáy một cái không? Dồn bột ra. Ngó bột vô. Bắt đầu mình sẽ đi một cái vòng xoáy ngay đây. Đó, thấy chưa? Đó, giờ là xong cái hoa. Thấy chưa? Rồi, giờ làm thêm cái một cái cánh hoa nữa nha. Thêm một cái bông ngay đây nữa. Chùi cỏ khô khô chút, chọt ở giữa banh ra. You like it? I do. I don't like it. Oh, what? You like it? Yeah. Yes. Yeah. You say I don't like it, but I love it. Yeah. You know my way already. Chọn ở giữa cái ha. Đưa nó vô cái xoáy ngay trong đây mà. Để trong đây nữa không? Chọt cái giữa nó không? Canh ngay giữa nè. Chọt một cái. Cái giờ cái cánh nè. Đưa cái cánh vô nè. Đó, xong xuôi. Chúc anh buổi tối ấm áp ha. Thank you em. Cảm ơn sư phụ vẽ hoa. Không có chi mai bùi em. Là hướng dẫn anh chị em làm lá nha. Một cái lá ngay đây không? Thấy không? Thấy cái lá ngay đây không? Kéo nó ra, kéo nó nhọn nhọn ra. Thấy chưa? Bắt đầu chấn cái này cái. Xong. Xong cái lá rồi đó. Dễ không? My name is John. I've got John. No, we know you. Để anh ngồi đây cái đi. Đó. Kéo nó nhọn nhọn ra nha. Chọn nó vô giữa nè. Thấy không? Bắt đầu banh cho khỏe ra. Banh nó ra. Banh nó ra.
Đó. Xong. Cái này nó thiếu thiếu gì á ha. Thiếu thiếu gì để làm thêm cái gì đó coi. Có sale với em 1 đồng ở trên á. Có chị đi sale nhỏ với lại ăn xuyên tay nhỏ này. Rồi xong, dày cho nó đỡ đỡ thiếu. Ok. À, để tay đây cục cưng. Cục cưng của Long Anh. Cái này nó đưa vô máy bị mất miếng bột. Này mình làm cái cánh hoa kiểu mới nha. Sang cũng qua đầu anh, mùa đông cũng qua anh đào, càng năm cũng qua anh đào. Bây giờ mình sẽ làm hoa ba cánh đi. Chơi cái hoa kia mình chán rồi, bây giờ mình sẽ chơi cái hoa kiểu khác nha bà con ơi. Hoa kia bắt đầu mình chán rồi ha, giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em làm một cái hoa kiểu khác. Bành nó ra, vuốt nó ra giữa luôn. Ok, thả ngay đây. Để cho nó khô khô chút, bắt đầu chọn giữa đây, banh nó ra. Banh nó ra. À, banh nó ra xong rồi bắt đầu nè. Kéo, dùng cái mũi cọn này kéo ra cái. Là nó ra cái cánh. Ok. Tiếp tục ha. Lấy một cục bột nhỏ xíu siêu hơi. Thả trong đây cái. Mấy cái này mình làm từ từ nha anh chị em. Mình làm vội vàng quá không có được đâu. Nghệ thuật mà. Đưa nó ra đây cái không. Nào kéo vuốt ra đây cái. Đó. Mình làm kiểu hao mình thấy nó chán quá. Cái đâm đâm mình đổ qua chỗ khác. Đó. Thả cục bột ra đây. Để cho nó khô khô xíu nha. Nó trấn giữa nè. Banh nó ra. Trấn giữa banh ra. Bắt đầu vuốt cho nó nhọn lên nè. Đó. Vuốt cho nó ra cái trái tim á. Cái mình lấy chút xíu bột. Xíu xíu bột thôi ha. Mình chọn cái giữa một cái. Mình làm cái nhụy.
Đó, xong cái mình làm theo dài cái bông mà nó lạ xuống đây nha, cho nó khác người chú ơi. Làm mấy cái bông kia giống nhau hoài quá. I do different style of flower, ok? Ok Annie. Thấy khách hàng dễ thương không? Nó tin tưởng mình, mình muốn làm gì làm à. Phải ăn cục ngay đây nè. Bắt đầu nè, chấn ở giữa nè, tách cái bông ra, tách cái bông ra. Bắt đầu nè, dùng cái mũi cọ nè, hay không, dùng cái nhọn của cái cọ đó, mình vuốt nhẹ nó ra một chút, thấy không, cái nào mình banh ra là cái cánh hoa nó có liền. Rất là đơn giản thôi, là ba cánh, đây cánh, đây cánh, đây cánh, xong. Không, để ngay đây nè, nhìn không giống hoa kích nợ đâu. Nhìn giống hoa kích nợ đâu. Cái mình hạ ngay đây một cái. Thổi cho nó khô chút nha. Chọn vô đây nè. Đó. Mẹ ơi, giữ luôn. Thêm cái bông ngay đây nữa nè. Chọn cái giữa con cái. Nối cánh vô. Rồi xong. Thêm một cái ngay đây nữa đi. Kéo nó ra. Ngay đây thêm cái lá chỉa ra ha. Thôi, không làm cái đó nào, để ngay đây đi. Để ngay đây nè. Đó. Chấn cái giữa cái ha. Đưa nó ra cái xong.
Rồi xong. Giao hàng cho Ngọc Sơn đi quý vị. Rồi bây giờ xong rồi đó. Giờ để mình coi coi. Cái này mình cho dầu vô đi. Cái dầu của Chẩm đâu rồi? Cái dầu của Chẩm đứa nào lấy rồi? Cho dầu vô. Nhìn được không cục cưng? Anh nhìn bóng đẹp không? Ngày xưa anh làm trai bán hoa. giờ anh làm hoa nó mới đẹp. Nói thiệt nha, ngày xưa Việt Nam mình đi bán hoa là đường, anh nói cho là không bệnh gì mà phải cử ha. 20 tháng 11 ngày nọ, nó bán hoa ngày quốc tế phụ nữ rồi gì, phải tham ra bán hoa quả gì, bán hoa hồng cho người ta tặng á. Chậm gì đâu cử, trời ơi, mình đã từng ngồi là đường, mình dán keo điện thoại luôn, anh nói cho các bạn nghe, cho các bạn hết hồn. Không việc gì phải giấu ha. Ngày xưa sinh viên mà, trời ơi, nghèo thấy bà nội luôn. Có cái nghề gì là làm hết. Sinh viên kiếm tiền đi học mà, kiếm tiền ăn cơm mà. Tại vì nó không phải chuyện đơn giản thôi nha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ show cho các bạn coi ha. Đây là cái bộ nail, cái sản phẩm cuối cùng. Nói chung thì nó cũng không có cái gì nó khó hết. Thì cách làm thì không sao, show cho anh chị em hết rồi ha. Thì qua đây anh chị em nào có nhu cầu đăng ký cái lớp học ở Utah vào tháng 4, ngày 13, 14, 15, 16. Có anh Gia Tịnh Hoàng, Phong và Tammy Lê sẽ đứng lớp và hướng dẫn cho anh chị, tập cho anh chị em học bột trong vòng 4 ngày. Cái chi phí cái lớp học đó là 800 đồng. Anh chị em nào có nhu cầu đăng ký cái lớp học đó thì vui lòng gọi số điện thoại 818-747-8781 hoặc là inbox Facebook Phong Trần. Song song bên cạnh đó thì những anh chị em nào có nhu cầu order những cái đầu dũa hoặc là cây cọ đắp bột thì cũng có thể inbox cho Phong hoặc gọi số phone 818-747-8781 luôn nha. Rồi, cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching and supporting. Bây giờ mình show cho anh chị em có cái shape cuối cùng, sau đó mình sẽ tắt cái live stream. Ok, đây. Cái shape coffin của nó đó, nó phải thẳng hai bên và cái đầu móng nó phải thẳng. Thấy không? Đó, và cái cuticle nè, anh chị em thấy mình dũa bằng cái đầu dũa kia thì nó sẽ sát vô mà nó không có bị đau tay khắp. Đó, cái đầu dũa đó là cái đầu dũa clean da cuticle đó, ha. Đó, bên đây thì cũng vậy luôn. Rồi. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi nha. Cái bộ nail này nó được làm từ cái màu hồng là 106, màu nu là 105, collection mới của Jisoo. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching and supporting. Bye bye. Say bye. Bye. Bye bye. 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 Bye.